Hiện tượng Ngọc Phu Hồ ngày càng phất sau vài năm tham gia mạng xã hội đang ngày càng khiến các netizen trầm trồ. Sau khi khoe xe được nhà đẹp, hiện tượng mạng họ Phạm lại tiếp tục mua ô tô. Cụ thể, mới nhất là trên trang Facebook cá nhân có hơn 3 triệu người theo dõi, Lộc Phu Hồ hào hứng chia sẻ hình ảnh cùng vợ đến một showroom ô tô. Trong ảnh, cặp đôi chích tinh trước chiếc xế hộp mang tên biển là hai vợ chồng. Đính kèm, hiện tượng mạng Lộc Phu Hồ chia sẻ, ước mơ đã thành sự thật. Cảm ơn vợ yêu. Dựa vào những đăng tải này dễ dàng nhận thấy, Lộc Phu Hồ đã tậu được ô tô. Dù không tiết lộ giá trị của chiếc xe nhưng dân mạng vẫn biết đó là chiếc Mitsubishi Spander. Song rất nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ, gửi lời chúc hai vợ chồng. Thậm chí, nhiều fanpage nổi tiếng cũng chia sẻ nội dung hiện tượng mạng Lộc Phu Hồ mua được xe với những lời tán dương. Trước khi mua ô tô, Lộc Phu Hồ còn khoe nhà mới xây. Căn nhà tuy có giá trị không quá lớn nhưng đó là thành quả, ước mơ bấy lâu nay của nam YouTuber dành tặng vợ con. Theo đó, căn nhà có diện tích 14,5m² với gam màu chủ đạo là màu trắng, được trang bị cơ bản gồm tủ lạnh, tủ quần áo, giường và góc làm việc của Lộc Phu Hồ. YouTuber họ Phạm cũng tiết lộ chi phí xây nhà để người xem tiện tham khảo, cát, gạch, xi măng là 15 triệu đồng, tiền cửa hết 15,3 triệu đồng, tiền tô 13 triệu đồng, 24m thạch cao 3,6 triệu đồng, cột đèn là 4,6 triệu đồng. Ngoài ra còn có các chi phí khác như tiền sơn nước, tiền nối dây điện, tiền công thợ, tiền mua đồ dùng trong gia đình như giường, nệm, tủ, bàn, ghế. Tổng chi phí để hoàn thiện căn nhà này là gần 105 triệu. Một phần cũng nhờ tiền nhân công xây dựng cây nhà lá vườn và trợ giúp của nhiều người quen. Lộc Phu Hồ tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994. Anh gây ấn tượng hình ảnh về một chàng thợ xây mộc mạc, giản dị làm YouTube. Sau này Lộc Phu Hồ mở rộng nội dung làm YouTube xoay quanh cuộc sống thường ngày, nấu ăn, chăm sóc vợ. Dù không có ngoại hình nổi bật nhưng nhờ cách nói chuyện hài hước, sự chân chất đã giúp Lộc Phu Hồ ngày càng nhận về sự chú ý. Nhiều câu nói của Lộc Phu Hồ cũng từng tạo trend và được nhiều người copy trong rất nhiều video chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Trước đó, có nhiều lời đồn hiện tượng mạng này kiếm được khoảng 400 triệu tháng. Tuy nhiên, Lộc Phu Hồ phủ nhận điều này. Trong một lần chia sẻ cùng mọi người, anh từng cho biết mỗi tháng thu về khoảng 50 triệu. Nhưng cũng có tháng anh chỉ kiếm được hơn chục triệu. Số tiền phụ thuộc vào số lượng người xem video.